Thưa quý vị, thưa các bạn, miền Bắc đang bắt đầu vào mùa mưa bão 2024, thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Chính vì vậy, ngành điện miền Bắc đang nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời triển khai nhiều chương trình, giải pháp kỹ thuật với mục tiêu hạn chế thấp nhất các sự cố lưới điện. Ngành điện miền Bắc được giao quản lý gần 10.000 km đường dây 110 kV, 301 trạm biến áp 110 kV, hơn 240.000 km đường dây trung hạ áp, hơn 64.000 trạm biến áp. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố do ảnh hưởng của mưa bão năm 2024, ngành điện miền Bắc đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như sửa chữa, thay thế thiết bị điện nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng để xử lý, phối hợp với ngành chức năng địa phương kiểm tra toàn bộ hành lang các đường dây để vận động nhân dân chặt tỉa cây cối, tháo dỡ công trình trái phép, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây xanh, xây dựng công trình dưới hành lang an toàn lưới điện, vân vân. Công tác an toàn ấy thì đối với Tổng ty Điện lực miền Bắc thì không phải là làm theo tháng, mà chúng tôi làm liên tục, làm hàng ngày, làm hàng giờ. Đấy, hưởng ứng tháng an toàn lao động thì chúng tôi cũng tổ chức các cái phong trào. Hàng năm ấy thì chúng tôi cũng có những cái huấn luyện. Thế và những cái đợt diễn tập thì chúng tôi cũng tổ chức là diễn tập không chỉ ở cấp tổng ty mà còn ở cấp các công ty rồi các đơn vị nhỏ. Thì qua cái diễn tập này thì chúng tôi có cái đánh giá lại xem là cái kỹ năng rồi cái sự chủ động thực hiện các cái phương án khi các cái tình huống nó xảy ra. Để chủ động phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ hậu quả thiên tai, bên cạnh công tác quản trị điều hành, đầu tư nâng cấp lưới điện, cải tạo, sửa chữa lưới điện, đầu tư phương tiện, trang thiết bị hiện đại, thì công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là một hoạt động quan trọng thường xuyên. Hoạt động diễn tập nhằm tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị, ứng phó, công tác chỉ huy phòng chống thiên tai, triển khai phương châm 4 tại chỗ trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý sự cố, đồng thời nâng cao kỹ năng, kiến thức cho cán bộ công nhân viên trong việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người bị thương, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, huy động các nguồn lực. Qua cuộc diễn tập thì cũng đánh giá luôn được cái sự tổ chức triển khai thực hiện kịp thời của các công ty thành viên của Tổng ty Điện lực miền Bắc và cái nâng cao cái kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị và các cá nhân và các cán bộ của công ty Điện lực Sơn La nói riêng và của các đơn vị thành viên trong tổng công ty. Điều tiếp nữa cũng là công tác tuyên truyền để cho người dân, cán bộ để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ vai trò của mình trong an toàn lưới điện và xử trí các tình huống khi thiên tai xảy ra. Với đặc thù của Sơn La là một tỉnh miền núi với rất nhiều các loại hình thiên tai diễn ra trên địa bàn, thời gian vừa qua, tình hình dông lốc, mưa lớn đã xảy ra thường xuyên trên địa bàn của tỉnh, gây gãy đổ rất nhiều cột điện, ảnh hưởng tới các trạm biến áp và mất hệ thống lưới điện. Do vậy, năm nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC đã chọn Sơn La để tổ chức chương trình diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong chương trình, Công ty Điện lực Sơn La đã phối hợp với các đơn vị liên quan như Điện lực Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình triển khai 15 tình huống diễn tập. Các tình huống được triển khai đầy đủ theo quy định, thể hiện tính nghiêm túc, tập trung, đảm bảo đúng quy trình an toàn, quy định về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, điển hình là công tác sửa chữa hotline đường dây 22 kV và 35 kV, công tác cấp cứu người bị nạn, công tác điều hành của Bộ phận Điều độ và Công nghệ Thông tin trong phối hợp hợp lý để đảm bảo an toàn. Công việc hotline thì là một công việc nó đòi hỏi tính phối hợp, kết hợp cao giữa các đơn vị. Cho nên là khi nhận được những tình huống này, chúng tôi đã kết hợp cùng với Điện lực Sơn La là lên phương án kế hoạch để xử lý sự cố. Qua công tác này thì nó sẽ thêm phần nâng cao lên cái tính phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị trong khu vực lân cận. Thì là những công tác này thì rất là thiết thực. Được giao nhiệm vụ bay flycam kiểm tra tuyến đường dây 35 kV và thực hiện thay sứ sau khi bay flycam phát hiện ra quả sứ bị phóng điện, gây rò rỉ điện để cho anh em công nhân được nhuần nhuyễn hơn, giảm thiểu cái thời gian công tác trên lưới điện. Khi phát hiện sự cố thì có cái kiến thức và cái sự chuẩn bị kỹ càng hơn, đảm bảo cái độ ổn định cung cấp điện trên địa bàn.
Mùa mưa bão cũng là thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dễ xảy ra các sự cố lưới điện. Do vậy, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng và hạn chế sự cố lưới điện, ngành điện miền Bắc sẽ tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện cho người dân, phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con kiểm tra việc sử dụng các thiết bị điện, đề phòng ngập nước gây tai nạn khi có bão lũ. Đặc biệt, với những công trình, cây cối đang vi phạm an toàn hành lang lưới điện, EVN-MPC sẽ phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân tự tháo dỡ, yêu cầu giải tỏa hoặc xây dựng phương án bảo đảm an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, EVN-MPC sẽ đánh giá được công tác chỉ huy điều độ lưới điện, chuyển đổi phương thức để xử lý sự cố lưới điện và hệ thống viễn thông kết nối với phòng điều độ, khôi phục cung cấp điện an toàn, ổn định sau sự cố thiên tai.